Chào mọi người, bây giờ thì chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn nè, mọi người coi nghệ sĩ khổ chưa? Đây, biên tập viên Hoài Anh, phu nhân của anh Trọng Tấn và anh Trọng Tấn, mọi người coi muốn biết anh Trọng Tấn không nhìn nha. Đó, đang kéo vali màu đỏ đi đằng đó mọi người. Đó, tội nghiệp đúng không? Đó. Cho nên mọi người thấy chúng tôi rất là khổ sở ha. Anh mặc dạ Hồng Phúc ạ. À. Ừ đúng rồi. Đây là Hoài Anh nè cô. Hoài Anh nè. Dạ mồ. Chồng chị là mê cưng dữ lắm. Vậy hả chị? Chị nói một câu cho em vui vui, chồng chị mê em không? Chồng chị mê em dữ lắm luôn. Dạ. Dạ. Chị ngồi trong quán mà chị kêu ổng vô nhìn cho ngất lên. Dạ. Đi ra. Cảm ơn chị. Đẹp kết liền. Chị nhớ tên em chưa? Nhớ rồi. Tên gì? Hồng Phúc. Trời đất, cảm ơn chị. Mừng quá. Mừng quá. Thôi. Kêu Vũ Mạnh Cường cái chứ. Không lấy tiền anh Giang nữa. Chị thích em lắm, chị ngưỡng mộ em lắm, đẹp trai okay. lắm, Vũ Mạnh Cường mà. Vũ Mạnh Cường. Không, nói đúng tên, đó thấy chưa? Chị em tên gì? Chị hả? Em nè, em tên gì? Em tên Hồng Phúc. Thấy chưa? Vũ Mạnh Cường. Thấy không? Có Hoài Anh kêu tôi anh Vũ Mạnh Cường. Cường ơi, anh không phải tên Vũ Mạnh Cường nha Cường, anh là Hồng Phúc nha. Okay. Đó. Anh dạ. Anh Trọng Tấn đi trước rồi mọi người thấy thương không? Sao anh Trọng Tấn là em trai của anh Trọng Tấn? Đang mở đường đi vô nè mọi người. Trọng Tấn mở đường cho mình. Đồng kính. Đây là cái lễ khánh thành của cờ hàng. Trường hói hoài trướng. Ekip VTV nha mọi người. Ủa KTVTV à, kiến vàng hả? Kiến vàng chứ không phải sen vàng. Nhờ anh Trọng Tấn mở đường chúng tôi đã vào được trong sân khấu. Thật tuyệt vời. Dạ anh cho anh. Rồi cuối cùng đã lên được. Hy vọng là đây là sẽ cái kỷ niệm rất là đẹp ngày 10 tháng 12 2019 nha mọi người. Cho mọi người xem cục cờ Hà Nội tại đây đây nè, anh Trọng Tấn nè. Chúng tôi đã đến điểm tập kết. Nhờ anh là chúng ta đã vào được vòng an toàn. Thoát qua mà. Yeah. Đấy, đẹp chưa mọi người ơi. Cục cờ đó nha. Sự kiện này sẽ nhớ mãi. Hôm nay có thủ tướng dự, có rất nhiều đông mọi người. Hãy cùng ở trong. Đây chúng tôi tiếp tục tiến vào trong, hy vọng một đêm suôn sẻ. Bây giờ thì chương trình phải dời lại lúc 8:45 vì trận chung kết giữa Việt Nam và Indonesia không có bao nhiêu về bản quyền. Nguyễn Thùy Trang, Trọng Tấn lái xe, Trọng Tấn mặt ngồi rất là khổ. Anh đoán Việt Nam đang thắng bao nhiêu không anh? 2-0. Yes. Dám bao nhiêu bản quyền đó, bà con bác đi con dòng bây giờ mọi người. Là trao thì biến phải qua nha. Đoán Việt Nam thắng mấy không? Dạ 2-0. Cứ nói 10-0 cho chúng ta xem. 3-0. Chàng trai của Lạc Việt đúng không? Dạ là ok đó. Nhưng mà phải dời luôn, tại chương trình phải coi đá banh mọi người coi nè. Đông lắm luôn nha bà con. Chỉ có khoảnh khắc này, chỉ có chân khắc 2 bên Entertainment thôi. Chục ngàn người ở cái góc mũi cà mau. Mà nhau quay TV nhiều tại vì tại quý vị
Đây là gương mặt mốc của em MC chờ đợi làm chương trình mà chưa làm được gì, băng giờ phải dời lại ấy. Cho nên là cái không khí đêm nay, à có một cái điều nữa rằng là vừa được báo á, là sẽ có thể đi xe, đi xe 29 chỗ về trong đêm chứ máy bay hủy hết rồi. Mình đi về xe, Vietnam Airlines cho mình xe. Còn hơn không ai về. Đây, người đẹp Thúy Nga của nhóm Mắt Ngọc cũng phải te tua. Anh nhận, bà Phượng nhận 3 show ở Sài Gòn mà hôm mai sinh nhật con gái anh nữa. Không phải không về không được. Đi đêm luôn, mình đi về đi. Đi đêm, anh Trọng Tấn giờ đổi hết máy bay về hết rồi. Em còn để khách sạn. Nó lấy, nó sẽ ghé nó lấy cho mình. Bắt nó lấy. Nó phải hộp ấy cho mình chứ. Nha mọi người. Mấy không em, mấy không? Em hả? Đoán mấy không? 20. Bà đoán 10 không, tôi thế thôi. 20, ai cũng 20 nha mọi người, cố gắng lên. Chúng tôi vẫn đang chờ lên sóng chương trình nha. Đó, quay phim đờn ca tài tử bông hoa lá các kiểu đều ngồi đây hết. Em cô gái tổ chức sự kiện ở Cà Mau, em làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Dạ, em làm được 8 năm rồi. Thùy Trang nha mọi người, có tổ chức sự kiện ở Cà Mau hãy liên hệ với cô gái Thùy Trang này 8 năm rồi. Niềm vui nỗi buồn, kỷ niệm nào vui nhất nè? Dạ, kỷ niệm vui nhất là ngồi ở đây. Bà len lén mới vô Facebook bà comment là bà không có được chụp hình hôm qua chạy chương trình. Cái hôm nay phải chụp bằng được, bà vô sân khấu bà ngồi. Cái thật ra bà bầu show đó mọi người. Nha. Chính là cái nơ coi, đi vòng cho mọi người thấy không khí. Rồi, lát nữa có tình hình gì kể tiếp nha. Anh quay lại cho em nhảy đi, anh quay lại cho em nhảy đi. Yeah, đại dương được nhảy ngay. Thôi sập sân khấu. Cùng với chương trình khánh thành cục Hà Nội tại mũi Cà Mau cũng đã khép lại thành công tốt đẹp cùng với chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam 3-0 với Indo. Bây giờ chúng ta nhìn cái bầu trời đang bóng có bông nè, như Tết luôn.
cái vlog và xô chậu Khánh Thành cột cờ Hà Nội á, thì là một đêm đi về một chuyến đi bão táp từ Cà Mau về Bạc Liêu, xong rồi Sóc Trăng, xong giờ mình đang ở đâu anh? Đây là Vĩnh Long. Đây Vĩnh Long, đã rồi về Sài Gòn. Chung là ok, cũng thuận lợi, thành công tốt đẹp. Tiền Giang chứ. Nhường đoàn nhường vé cho các VIP đi về. Đây bác tài xế, anh tài xế dễ thương đưa mọi người đi về. Cho mọi người ngắm cái đoạn đường đi chút xíu. Kết thúc cái này nha. Nhớ subscribe, like, comment, share H2P Entertainment nha mọi người.